Em Hoàng Quang Sư xin chào tất cả các anh em, những người yêu đồ lính cũng như là yêu đồ si trên kênh của em Hoàng nhé. Hôm nay thì em Hoàng lại có vài món để lên giới thiệu cùng anh em. Sản phẩm đầu tiên đó là một chiếc helmet. Chiếc này thì bản dây của nó là dài 105 và có số bụng từ 88 cho đến 93. Lỗ bụng 88 là lỗ nhỏ nhất và 93 là lỗ lớn nhất. Và chiều dài của dây 105-107 đấy. Và bản dây của nó là 3.2. Và bản này đặc biệt thì nó sẽ có một bản đặc biệt limit thì nó bản 3.5 và 4 chấm, nhưng bản này là bản 3.2 cho quần Âu. Và có cái mặt nó là vảy cá nha anh em nhé. Đây em đưa gần sát để cho anh em xem này. Và bản này được là làm từ Pháp nhé. Và dùng được cả hai mặt nha anh em nhé. Anh em quần Âu thì chúng ta đi được một mặt màu nâu và một mặt màu đen. Bạc đúc nguyên khối, vảy cá. Một trong những cái dòng có thể nói rằng anh em đục lỗ thoải mái nhé. Vì cái này nó phần thừa này là phần để che vào cái lỗ thừa, nếu như chúng ta đục bụng nhỏ hơn nữa thì nó sẽ che vào phần này như thế này. Đây anh em xem. Còn 98% bản dây 3.2 và dùng được hai mặt. Mua một sợi thì chúng ta sử dụng được cả hai mặt thì đó là hai sợi rồi. Đây anh em nhìn nhé. Sợi này có mã số 1. Còn 98% còn hộp. Rất đẹp, bản dây 3.2. Bản Pháp nhé. Đẳng cấp trên kênh của em Hoàng thì những sản phẩm châu Âu đẳng cấp thì anh em biết rồi, đều là hàng đẹp tuyển chọn. Sợi này có giá là 21 triệu nha anh em nhé. Mã số 1. Tiếp, một chiếc clot cầm tay. Những sản phẩm này thì thường là em Hoàng sẽ nhìn những sản phẩm mà anh em dùng nhiều nhất và phổ thông nhất ở Việt Nam thì em sẽ lấy về. Chiếc này nó có cái size rất là rộng nha anh em nhé. Đây, để em đo cái size của nó nhé. Size của nó, một chiều dài của nó là 29 và chiều cao của túi là 22. Chiều từ đây sang đến điểm này là 29 và chiều cao của nó đến đây là 22. Em có một bản trước về đấy, là nó là 26. Bản này là bản Ý nhá. Trong này nó ngăn rất rộng nha anh em. Rất nhiều ngăn trong này. Và bác nào có người kiểu như là bên làm bên công sở mà chúng ta sử dụng cái mang đi mang lại nhiều thì chúng ta sử dụng cái này rất là hợp lý. Cái này nó đựng được rất nhiều thứ nhá, vì nó là size lớn. 29 là chiều rộng và 22 là chiều cao. Đáy của nó là 6, đáy của nó là 5. Và đó có một tay cầm. Tay cầm này có thể tháo rời được ra ngoài. Tay cầm này có thể tháo rời ra ngoài, bỏ ra ngoài luôn nhé. Và anh em nhìn cái khóa của nó. Nó là dòng khóa chân rết bạc đúc nguyên khối của nhà Wuxi. Rất đẹp. Chiếc này có giá là 19 triệu nhé. Còn trên 98%, 99% chưa một nỗi nằm ở đâu. Anh em cứ xem đi xem lại trên video nhé. Em tua như thế này để cho anh em nhìn thấy này. Từng chi tiết góc cạnh này. Rất kỹ này. Trong ngoài. Mã số 2. 19 triệu nhé. Tiếp một chiếc clot cầm tay. Chiếc Wuxi đấy thì nó chỉ còn có túi vải đấy nhá. Chiếc clot cầm tay này, khóa tim, một trong những dòng khóa bạc rất đẹp. Còn chìa nha anh em nhé. Còn chìa, những cái dòng mà em tuyển chọn thì chắc chắn nó vẫn còn chìa. Còn nếu mà không thì đặt một cái chìa này của nó cũng rất là đắt đấy. Nếu mà khi về Việt Nam mà một cái chìa lẻ này rất là đắt nha anh em nhé. Chúng ta cho vào đồ vào đây xong chúng ta có thể cắm vào khóa lại. Và nó là hai ngăn. Bản Pháp nhé. Ngăn chính là hai ngăn, một ngăn khóa kéo và một ngăn để xuồng. Ngăn ngoài cùng là một ngăn, là ba ngăn. Và bản này là bản khóa tim phun da dê. Và phần này, phần quay sách là da mông ngựa. Một chiếc clot cầm tay, một trong những cái dòng có thể nói rằng rất nhiều anh em sử dụng cái dòng này. Size của nó, một chiều của nó là 25 và một chiều của nó là 20. Một chiều 25 và một chiều 18 nhé. Chiều này là 25.
chiều cao là 18, đáy là 6. Bản pháp không một lỗi nầm, 99% chỉ còn túi, không còn hộp. Mã số 3, 25 triệu. Một chiếc đeo chéo của Lam. Chiếc này nó là dòng da ép 3 lớp bản Ý nhá. Và có một ngăn này, hai ngăn này, và một ngăn khóa nữa là 3, và ngăn ngoài cùng là 4. Cái size này thì anh em yên tâm rồi, một trong những cái size có thể nói rất là đựng được nhiều và đeo chéo. Những cái bản dây thì nó có hai loại, một loại là bản nó dây bằng dây này, dây đeo là bằng vải tết bằng lông, còn một loại là phun da thì phun da bao giờ nó cũng sẽ đắt hơn. Và bản này phun da khóa bạc đúc. Em đo cái size của nó nhé. Size của nó là một chiều của nó là 26 và một chiều của nó là 25. Chiều ngang 26 và chiều cao là 25. Đáy của nó là 6. Còn 98%. Chiếc túi đeo chéo này có mã số 4. Anh em xem qua một lượt nhé. 98% đẹp, không tì vết. Đeo chéo thì tiện rồi, chúng ta đi khắp nơi. 22 triệu mã số 4 nhé. Chiếc đeo chéo này. Còn mỗi túi không thôi. Và một chiếc Hermès. Một đôi Hermès size 42. Cho các bác nào có chân 41. Còn 98%. Rất đẹp. Bản này là bản Pháp nhé. Đây nghe. 16 triệu. Còn hộp 42. 98%. Anh em nhìn này, đã dán đế chống trơn trượt nhé. Dòng zin, dòng Hermès bản vàng này. Thì đợt lâu em về được một đôi là 42, 42.5. Thì em đăng lên trang này. Còn đôi này là chuẩn 41 và 42. Nói chung là 41, 42 đều có thể đi được. Cái dòng màu vàng rất khó, thỉnh thoảng nhặt được một đôi thôi. Màu vàng mà nó lại đi tết đến mấy màu xanh nhạt như thế này thì nó phối ba màu rất đẹp, nổi. Những cái này mà các bác đi quần Âu, các bác đi của nó cũng rất đẹp, mà đi quần shop cũng rất đẹp, vì nó là họa tiết nổi. Mùa hè thì những cái đôi này chúng ta đi thích rồi, nó là gần như là không có mồ hôi bàn chân, rất đẹp. Đôi này có mã số 5, 16 triệu nhé. Mã số 5, 16 triệu. Em còn một đôi nữa, nhưng mà nó lên nhiều quá, thành ra đây em còn một đôi này nữa. Một đôi này nữa cho nên là có bác hỏi rồi, cho nên là em để đây đã, em chưa lên. Nếu bác ấy không chốt thì em sẽ lên sau nhé. Còn bác ấy chốt thì thôi. Em lên tiếp một chiếc Gucci. Một trong những cái size có thể nói rằng rất đẹp để cho anh em chúng ta sử dụng. Cái bản này và bản clutch cầm tay khóa tim này chúng ta nữ nam đều dùng được nhé. Một trong những cái bản nam và nữ đều dùng được. Anh em xem qua một vòng em đo size sau nhé. Chiếc này ấy, thì nữ nam anh em đều có thể sử dụng được. Nó là một trong những cái bản có thể là em thường gọi nó là unisex, cho nên là anh em nam nữ đều có thể rất là dễ dùng. Đây anh em, trong của nó là có một ngăn chính này, một ngăn chính này, bản Ý nhé. Và phun ra bên trong này được nót một lớp vải bò bền bỉ của nhà Gucci rồi. Và nó có một ngăn chính và một ngăn khóa. Đây cho anh em xem. Em đo cái size của nó nhé. Một chiều 28 và một chiều của nó là 18 và đáy của nó là 9.
28, 18 và cái chiều đáy này là 9. Chiều đáy này 9. Một trong những cái size có thể nói rằng rất đẹp để chúng ta đựng được rất nhiều đồ. Và nó lại có hai cái tai bên này, nó là tai lạch nha anh em nhé. Nó là tai cúp bấm lạch này. Khi mà anh em sử dụng, chúng ta tháo căng ra thì chúng ta nó là bấm lạch, nó lạch sang hai bên. Chi tiết rất đẹp. Đây. Đẹp mỹ mãn. Chiếc này thì chỉ còn mỗi túi thôi. Còn mỗi túi đây nhá. Nó không còn hộp đâu. Đây anh em xem. Khóa đồng nhá. Một trong những khóa đồng thau này là một trong những cái dòng khóa đồng thau này. Nó là rất là bền và kéo thì nó rất mượt. Đây. Chiếc cà lút này có mã số 6. Mã số 6 nhá. Size em báo rồi. 22 triệu. Của nhà Gucci. Em lên tiếp một đôi giày. Còn hộp túi. Để cái hộp ra đây nè. Đây nha. Còn hộp túi mới 99.99%. Màu đen. Bản ý. Đôi cái đôi giày này thì anh em chân 42, 41.5 đi vừa nhá. Bạc đúc, logo bạc đúc này. 41.5, 42 và chúng ta có thể đi cho tặng được vì nó còn full hộp và còn mới 99.9%. Nó chỉ thiếu mỗi cái thẻ tag đó nó được 100%. Nhưng mà dòng Sinus thì đến tầm đấy thì ít lắm, vì nó nếu mà nó có thẻ tag thì nó là hàng mới tinh, giá nó một gấp đôi rồi. Những cái sản phẩm này nó sẽ là một gấp đôi và một gấp ba. Và chiếc này là có mã số 7 nhá. Đây anh em xem này. 42. 41.5 và 42. Đẹp. Mỹ mãn. Không tì vết. Em đi một đường như thế này để anh em xem với nó hai chiếc nó giống nhau. $25 triệu. Mã số 7. Giày LV. Một chiếc clutch cầm tay của nhà Gucci. Họa tiết hoa văn chim. Một trong những cái size rất nhiều anh em thích. 98%. Và chiếc này có mã số 8. Trong này của nó là có hai ngăn. Một ngăn nhỏ và một ngăn lớn. Còn túi thôi nhá. Em đo cái size của nó. Một chiều là 25, một chiều là 19 và chiều đáy này là 6. Đựng thoải mái và cái chi tiết này cầm rất thích. Đợt lâu em có một chiếc như thế này. Nó đã về với một người anh ở thành phố Vinh khi em đăng lên cộng đồng ấy. Mã chiếc này là mã số 8 và chiếc này có giá là 17 triệu. Đây nghe. Hôm nay thì em Hoàng có vài sản phẩm đưa lên giới thiệu cùng anh em. Tất cả các sản phẩm đều được tuyển chọn trên kênh của em Hoàng. Và anh em ưng sản phẩm nào chúng ta hãy xem đi xem lại trên video chi tiết để hợp với mình, cũng như là về màu sắc và cũng như là về số size. Còn tất cả các hàng của em Hoàng đều là đẳng cấp của châu Âu, nói về đồ da. Còn đồ quần áo thì của quân đội Mỹ, và dòng thời trang thì em sẽ báo là dòng thời trang, còn thường là sẽ của quân đội Mỹ. Còn đồ da thì gồm có của LV, Gucci, Hermes và Dolce. Một trong những cái sản phẩm em đưa về để phổ biến, những cái sản phẩm nào mà anh em dùng nhiều nhất thì em sẽ nhặt về
vừa size và vừa với cái tầm tiền để anh em sử dụng. Còn tất cả những cái sản phẩm đã là sinus còn 97-98% thì rẻ được một nửa. Anh em yên tâm là nếu như mua mới chúng ta sẽ mất khá nhiều tiền, nhưng mua lướt hàng sinus và hàng chính hãng thì chúng ta đỡ được rất nhiều, thậm chí đỡ được gần một nửa, có những sản phẩm đỡ được 2/3. Em Hoàng có 8 sản phẩm đưa lên anh em, vì công việc cho nên là em cũng không có thời gian để lên hình ngồi trực tiếp những cái đồ da này, em quay nó rất là nhanh cho nên anh em vào có thể xem rất là nhanh được. Ở những cái sản phẩm mà ưng ý thì chúng ta tua đi tua lại đỡ mất thời gian của anh em, và cũng là em cũng đỡ mất thời gian khi mà đẩy video lên nó hơi dài cho nên đẩy nó hơi lâu cho nên quay rất là nhanh. Em Hoàng chúc anh em một ngày mới an lành và hạnh phúc nhé.